Trời chỉ mưa rồi. Sự nghiêm túc thì ghê không? Tắt luôn. Này đứt cổ luôn rồi. Này gãy cổ luôn như đứt cổ gì. Ý anh như vậy. Thứ gì chị nói? Nghiên cứu không để đọc tin nhắn đồ trả lời comment với nghe điện thoại đúng không? Tiếp qua điện thoại. Rồi tối ngày ngồi văn phòng nha, rồi đặt máy lạnh nha. Tiếp qua điện thoại nên đặt hàng đồ này kia cái nọ. Dân đặt hàng mà cho đi cắt bữa vậy đâu được. Thư người hết rồi. Thứ gì chịu nổi, chết tết rồi. Anh chị em nào có nhu cầu đặt bưởi miền Bắc, miền Trung, miền Nam gì đó liên hệ cho em nha. Hay cần một nửa gì? Cái đó thì kêu bằng gì ta? Gì cần người bên cạnh chắc vai gì đó tầm 40 ba mấy gì đó có chú út của em nha. Đó. Đẹp trai dễ thương, hòa nhã, vui tính, nhẹ nhàng rồi đó, chu đáo rồi. Đó. Còn những cái chị nào mà 19, 20, 21 cho tới 27, 26 rồi đó mà. Để cho em, ấy lộn, để cho em của em nó thấy không nè. Đẹp trai cao to, chiều cao 1m82 rồi, ấy lộn 1m72. Chuẩn men rồi. Đây là chú em đó, anh chị em nào có nhu cầu đó, liên hệ với chú em luôn đó, có luôn. Đủ mọi trang lứa cho anh chị em luôn, bưởi cũng đủ size luôn nha anh chị em. Trời ơi, quá tài. Sầu riêng luôn nè, ơi. Sầu riêng tươi xanh luôn, có cái bị lá sai lì cành đó rồi. Tôi lủi hết trơn luôn ạ. Đó, có như chị nào mà có nhu cầu mà chưa có chồng gì đó. Liên hệ được không? Không ăn luôn à, tiếp tục cái chương trình là đi hái bưởi tại vườn nha. Đó, anh chị em nào có nhu cầu á, có vườn bưởi chín ở khu vực miền Tây á, từ Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre gì đó, Tiền Giang gì đó liên hệ cho em. Đó. Tôi có thằng cháu nghe nó cắt bưởi là một ngày 4 tấn, không uống nước luôn, nó cắt tối ngày luôn. Nhưng mà có ai có nhu cầu mà cắt bưởi ở vùng Quế Thiện á, là mướn nó cắt cho. Đó người ta làm gì đam mê thôi chứ lời lãi gì tầm này nữa. Làm gì đam mê thôi. Phi thân quả nè. Quay chụp bữa luôn rồi. Ok, ba con dê. Không có mong biết quả luôn. Gì cho chắc. Để luôn hả vợ? Để luôn. Rồi chị em